và đi tham quan một vòng rồi nhá. Sau đó thì sẽ dừng lại cho nhà mình một điểm để mình chụp hình. Đó là công viên Khủng Long ha. Không, đây khu vực nhiệt đới đông đúc nhá. Rồi đây là con voi 31, để chút xíu là mình coi show ở trong này cả nhà. Chút xíu là này đi thăm qua một vòng, sau đó cho mình chụp hình tới 2 giờ 10 gì đó, xong đến 2 giờ 15 là sẽ có show voi ở đây ha. Chúng ta chút xíu là về đây thì chúng ta có show. Chút xíu coi đây, chúng là show voi ở chỗ này mọi người ơi. Rồi thì người ta thích chơi cây cảnh á, từ dưới gốc chơi lên. Những cái con mít cũng vậy, người Thái họ sẽ chạy dỗ từ cái gốc chạy lên, cho nên người Thái họ mới chụp cây mà có cái gốc cái ghế nó khác biệt chút xíu. Chút xíu chúng ta sẽ coi kia cái hoa sứ này, họ sẽ làm những cái gốc cái hoa sứ rất là đẹp ha. Đây là những cái hoa sứ này. Đây là những gốc cây người ta ốn lượn tạo hình hồ lô lục bình. Chúng ta sẽ đến với thế giới động vật bằng gốc sứ và sắt. Sắt thép xi măng này nha, bê tông. Đấy, hiện nay tất cả những con vật ở bên trong những gì nào mà chúng ta muốn nghỉ lại thì ở đây có khách sạn ha. Khách sạn ở lại đây luôn. Đến thế giới động vật ha, những con động vật bằng xi măng gốc thép. Nhưng mà con nào cũng có cái hồn nhé, làm đó. Nè, có nai hư nữa nè. Có dê nữa nè, bé hé. Bao nhiêu follower được không? 4 mấy ngàn. Có voi nữa nè. Đây là ngày xưa khi mà Tất Thanh làm gốm sứ đấy hả? Những hình dạng gốm đầu tiên mà bà làm thì bán ra bên ngoài đó, hình ảnh rất là ngộ nghĩnh. Người Thái thì họ làm cái gì để màu sắc là hơi khác biệt chút xíu. Mời các bạn đi tham quan với tôi nha. Những hình ảnh gấp từ những cái viên đá cội á, những viên đá cội được ghép từng viên nhỏ và để thành những bức tranh á, những tranh Phật giáo. Về những cái vị thần á, đây là thần rắn Naga. Những nơi Thái Lan họ thờ thần biển, thần các loài thần họ sẽ thờ ha, vậy nè. Và cái người mà đưa lại của cải vật chất cho bà nhiều nhất ở đất nước Thái Lan, giúp đỡ cho bà thì đây, chị nhìn. Đây là cái đền thần này đây quan ha, cái đền mà thần người mà giúp đỡ cho bà, nên có cái đền thờ cũng rất là lớn ở khu vực này ha. Cái này thì làm rất lâu mà sửa sang lại và tôn nghiêm cái vị thần này. Đây là những bức tranh thì mình thấy những viên đá họ ghép từng viên lại ha, đó là tỉ mỉ. Và hai con số 5 mà những ngày hôm qua em nói với nhà mình á, hai con số yêu quý của người Thái đó là số 5, nhà 5 là gì, ha ha ha, vui vẻ. Nhưng mà số 5 tượng trưng cho cổ phúc và tượng trưng cho vua Rama thứ 5 rồi nha. Nhà đây là con số 5. Và con số 9 là con số Cửu Đỉnh Trường Tôn. Tượng trưng cho vua Rama thứ 9. Trường tôn mãi mãi đối với người dân Thái. Hai con số là quan trọng của người Thái. Trong 2 năm dịch thì người ta kinh doanh, nhưng mà ở bên trong này thì người ta đóng cửa lại và sau đó thì người ta xây dựng lên công viên Khủng Long. Và bên này là công viên Khủng Long rồi nha. Và những cái màu sắc màu vàng đó là 99 màu sắc xá lợi ha, 99 màu sắc xá lợi mà để lại cờ bên trong. Và như sáng nay em mới hứa với nhà mình là nhà mình là em nói là một cái loại trái cây mà có thể ăn được cái cây này thì sống đến 7 năm nha. Thì xin giới thiệu với nhà mình là đây là cái trái cây mà chúng ta có thể ăn, để mà ăn được cái cây này chúng ta sẽ sống thêm được 7 năm.
Wow. Dạ đây, dạ, nhà mình có sẵn sàng bỏ ra 100 triệu để mà ăn tới giờ này không ạ? À. Tới giờ này hả? Dạ, tới giờ này cứ... Wow. Đây là cái tay dừa mà để mà chưa ra rào rất là kỹ á, 100 có nghĩa là ăn được một tay dừa này sống được thêm 7 năm. Và lý do là tại vì khi mà ra hoa tới lúc ăn được trái của nó là 7 năm, nên mình phải sống chờ nó, chờ ăn được nó 7 năm á. Vậy là bị... làm việc trong... Không, có nghĩa là khi mà nó ra hoa đó, nó ăn được là 7 năm thì mình phải chờ sống cái 7 năm để chờ ăn được cái thứ hai. À, cho nên là hơi đáng sống, nên ăn được một trái là sống 7 năm cả nhà. Số những cây này là cây mà dùng chịu nhiệt ha, chịu nhiệt nắng nào nó sống được. À, đó là những cây mà gọi là vùng nhiệt đới, cho nên là vùng nhiệt đới là như vậy. Sưng rồng là loài cây mà có thể nói là gì, sống được trên mọi môi trường. Ê, sưng rồng nè, sưng rồng là nấm đen ơi, nấm đen. Yeah, tiếp tục là những cây hoa sứ, những cái gốc rất là đẹp. Gốc sứ ở nhà đẹp lắm. Ở đây chơi. Khu vườn này bao nhiêu hectare vậy cháu? Tổng đất của người ta là 900 hectare các bác. 900 hectare lận đó mọi người ơi. Dạ, hoa sứ nở chín luôn đẹp không ạ? Đây, bên này nữa, dạ, rất là nhiều những khu vườn. Để mà tạo được cái rễ này này, thì người ta treo cái cây lên này, treo cây lên như vậy sau đó người ta sẽ trồng lại. À, treo cây lên và trồng lại. Và sau đó người ta sẽ nâng ở phía dưới cái rễ lên để mà là cái rễ nó nổi lên trên. Dạ, cái loại rễ nó kem thì nó đẹp. Ôi, đó bây giờ dưới này nó ở giữa nó kê đá mà, kê đá đây cho nó hoặc kê sốt đó để cho nó nổi cái rễ lên. Đẹp không? Trời ơi. Ở đây nó biết chơi. Trồng cây đẹp lắm. Những người là trồng. Sương rồng đại pháp nè, nắm đôi nắm hô. Nhiều gương mặt buồn vui cười, đó là thể hiện cái sắc thái của con người đó. Wow, trời ơi, cười nghe răng hút thuốc và mọi cái tình của con người ta đều có. Ở bên này thì sương rồng nở hoa rồi nhá, sương rồng nở hoa. Kỳ công. Sương rồng gai. Sao mà bự dưới tay, cái sương rồng gì mà bự ghê vậy? Là cái sứ lớn không ạ? Đây có cái hoa sứ màu đỏ đó. Ở đây vẫn đang còn thiếu một loại cây, đó là cây ba bót. Cái ba bót. Ông bên Việt Nam mình có tỷ phú Võ Nhật Vương mới đưa một cây ba bót từ bên châu Phi về đó. Một cây đó 2 tỷ. Tỷ giá đưa về đó là 200, đưa về 200 triệu đó. Nhà bên Vương quốc Củng Long rồi cả nhà.
tụi bay cứ cắn chết tao à. Anh này chim mà nó không tiếng tao là sao? Nó ngồi nó đi theo. Đi theo nó ghẹo hoài. Rồi nhà mình ơi, thì chuẩn bị mình ghé tới cái khu vực này để mình xuống xe. Sau đó thì nó sẽ khó mà ai nắng quá thì vô trong nhà ngồi. Còn ai chịu khó là mình đi trên những cái bậc thang này này, ở trên những cái hành lang này này, nó có mấy che mát hết ha. Mình chịu khó mình leo lên mình đi dọc dọc tham quan, mình sẽ tham quan ở đây đến 2:05 thì mình sẽ quay la để mình đi lên xe để đi quay show. Vì 2:15 là diễn show rồi, mình bỏ phí giờ nào thì nó phí giờ đó, cho nên đúng giờ giúp em nha cả nhà. Dạ, thì em xuống đây em sẽ chỉ cho nhà mình cái chỗ mà mình hẹn tập trung để lên xe ha, lên xe để đi quay show. Nhà báo hồng. Đây là nhà vệ sinh đây cả nhà, đây là nhà vệ sinh á. Ai đi vệ sinh thì có thể xuống đây. Xe sẽ đầu đây đến 2:05 á, thì mình có mặt ở đây giúp em rồi cả nhà. 2:05 mình có mặt ở cái hành lang này nhá. Okay. 2:05 mình có mặt hành lang nhé, mình đi lên trên cái cầu này, ở trên có mấy tre hết, đi rất là mát lắm. Trên đó là đi gió lòng chịu khó đi chứ đừng có vô trong này ngồi. Một lần đi lần khó mà chứ đừng có vô trong mát ngồi nhìn ra. 2:05 nhé cả nhà, có mặt ở đây giúp em nhé. Ai thích uống thì cũng có vào quán cà phê, uống hai bên, uống thứ hai nhiều. Trời ơi nó đẹp vậy nè mọi người ơi, đẹp lắm. Đẹp lắm mọi người ơi. Trời ơi, đi rồi mình mới biết, mình sao biết. Các bạn ơi, làm sao mà từng phân ly mét. Con cá sấu, con khủng long. Con cá sấu năng con ké. khủng long nữa nha ơi. Trời mọi người ơi, trời ơi, tôi đi chung với vợ chồng thằng Toán, nó kéo tôi đi kiểu này. Hello Việt Nam. Trời ơi trời. Wow, đẹp quá. Đây giống như là một cái khung trời khủng long. Thế giới khủng long nè mọi người ơi. Wow, thế giới khủng long của thế giới khủng long. Ê, tiếng nhạc. Thank you.
Wow, đẹp quá, đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá, đẹp quá, mà mệt quá, mệt quá. Mẹ bà nó đi cái giỏi cái giò cỡ đó, tôi đi theo gần chết. Wow. Ôi trời ơi trời, chịu hết nổi rồi. Cái gì? Mẹ bà mày phải chờ cho tao thở chút chứ. Mày cho tao thở một chút. Nó đi gì mà nó ào 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 hả? Con đau chân, đau. À biểu lúc đó không chịu tờ đổi dép. Trời ơi thấy ghê không? Trời ơi tao chưa tới nó đi ào ào nữa rồi. Chờ cô lên chứ. Hả? Ngồi mày muốn ngồi nào ngồi, mày ngồi chờ tao chốt. Trời ơi mày muốn ngồi nào ngồi, mày chờ tao chút chứ mày, tao với vợ mày gần chết rồi, thằng quỷ. Đây là con heo rừng nè nha mọi người, đây là heo rừng nè. Trời các bạn ơi, khu du lịch này đúng là người ta đã bỏ tiền ra đầu tư. Các bạn xem đi những cái dịch vụ mà khắp nẻo đường, từ chi tiết nhỏ vẫn sạch sẽ nha mọi người. Rất đẹp. Wow wow wow. Trời ơi trời. Khủng long. Là một con khủng long bự như thế đâu phải tìm vừa đâu, quá là tiền của con khủng chứ. Còn có một cái con khủng long còn ở bên kia kìa ta, gì đó. Không, khủng long khổng lồ như thế này nè, quá là tiền cũng được đâu. Dòm coi có kiếm được cái con khủng long núp lùm không? Mát không? Mát quá mọi người ơi. Nè mà nhiều người người ta là không đi theo. Còn tụi tôi phải đi theo nè các bạn biết không? Đó, người ta làm sẵn giống như cầu thang lên từng bậc như này đặng mình lên trên cao nè. Mình quay khung cảnh quá đẹp. Theo luôn cái diện này luôn á. Còn đây nữa nè, còn lên nữa nè. Rồi, đi lên được rồi. Lên hướng nào? Lên đó mấy đó. Đi con này thì mình đi thẳng luôn. Đi thẳng lên trên đỉnh luôn. Rồi. Chứ không có đi bậc thang kia. Thang dưới có lẽ chưa. Đi dưới hàng cây xanh đi cho nó đẹp đi. Rồi rồi. Dưới hàng cây xanh cho đẹp được khỏi. Thế vậy đi. Cái gì vậy? Vợ mày kìa toán. Nó bỏ dài luôn rồi. Mua dép con ta có bắn dép. Không, con dép con cái trong giỏ. Để gió cuốn đi
đẹp quá mọi người ơi. Nhìn như là một bức tranh hùng vĩ mà tôi cứ tưởng như là mình chỉ là trong tranh thôi. Hình ảnh này tôi có thể nhìn bao quát, tôi cho đây chỉ là một cái trong tranh. Nhưng mà bên đất nước Thái Lan, người ta biến 900 hectare này thành khu du lịch. Mà tất cả từng đường nét nè mọi người thấy chưa? Đều mang những ý là nêu bật vào cái kiến trúc của người dân Thái nha mọi người. Các bạn để ý đi, người ta xây nhà, ta làm ngói, làm nóc nhà đều có những cái nét nhọn nhọn lên như vậy. Đẹp chưa mọi người ơi? Đó, khu này lên cái tầm cao độ này là cũng như là đang ở trên tầng 3, tầng 4 của một ngôi nhà đó mọi người ơi. Đó, nơi đó là nơi tôi mới bắt đầu xuất phát mà đi tới đây nè mọi người. Đường được.
ra mở cửa. Tao sợ luôn. Đâu, giống cái cảnh này anh Thái Dương với chị Mộng Huyền Nguyễn. À. Chị Mộng anh Thái Dương thời điểm đó chuyển từ Tây Ba, rồi anh Thái Dương lại xuống tóc, anh vô trong chùa tu. À. Thì lúc đó chị Mộng Huyền Nguyễn chỉ mới đứng ngay chỗ trước cổng chùa là cứ giật dây chuông lại. Cứ Lan ơi đừng cắt đứt dây chuông mà dài gài dây ơi. Điện thoại. Bắt đầu là anh Thái Dương ảnh bực quá, thấy chị Mộng Huyền Nguyễn á chị cứ đập chuông hoài á, là anh Thái Dương ảnh cực quá anh cắt luôn. Thôi chắc là anh ngừng đây nha mọi người, tôi